Laudetur Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 3 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là chia sẻ lời Chúa Và cuối cùng là cương chứng nhân Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức Đức Thánh Cha sẽ thăm Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan vào đầu tháng 7 Vatican, sáng ngày 3 tháng 3, phòng bố chí tòa thánh thông báo rằng nhận lời mời của các nguyên thủ và các giám mục của Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm hai quốc gia này vào đầu tháng 7. Đức Thánh Cha sẽ thăm hai thành phố Kinshasa và Goma của Cộng hòa Dân chủ Congo từ ngày 2 đến 5 tháng 7 và sau đó thăm thủ đô Zuba của Nam Sudan từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2022. Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ sự gần gũi của Ngài với người dân Cộng hòa Dân chủ Congo, những nạn nhân của chiến tranh, của các vấn đề sức khỏe và tình hình bất ổn chính trị. Mới đây, Đức Thánh Cha đã lên án vụ tấn công của dân quân vũ trang vào một trại của người di tản nội địa ở miền đông nước này. Cộng hòa Dân Chủ Congo đang tiếp đón 5,6 triệu người tị nạn, phần lớn ở miền đông nước này, các tỉnh Bắc và Nam Kivu, Ituri và Tanganyika. Đức Thánh Cha đã gặp ông Felix Antoine Silombo Shisekedi, Tổng thống Cộng hòa Dân Chủ Congo vào tháng 1 năm 2020. Trong cuộc gặp, các vị đã thảo luận, đặc biệt là việc phê chuẩn thỏa thuận khung giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Dân Chủ Congo được ký kết tại Vatican vào ngày 20 tháng 5 năm 2016. Cộng hòa Dân chủ Congo, trước đây là Cộng hòa Zaire, đã được Đức Giáo Hoàng Joan Paulo II viếng thăm lần thứ nhất từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 1980 và lần thứ hai từ 14 đến 16 tháng 8 năm 1985. Nam Sudan là quốc gia mới nhất trên thế giới, nước này giành được độc lập vào năm 2011. Tuy nhiên, kể từ năm 2013, Quốc gia này đã chịu cảnh chiến tranh và sự tàn phá khi các bên tham chiến tranh giành quyền lực. Tổng thống Savakiyi và Riek Macha, cựu thủ lĩnh phiến quân đã đụng độ dẫn đến cuộc nội chiến khiến 400.000 người thiệt mạng. Năm 2018, hai bên đã ký một hiệp ước hòa bình, kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, kể từ đó, ở Sudan không có hòa bình do các hiệp định và hiệp ước tiếp tục bị vi phạm. Đức Thánh Cha đã không mệt mỏi trong việc thúc đẩy hòa bình ở Nam Sudan. Vào tháng 4 năm 2019, Ngài đã mời các nhà lãnh đạo của Nam Sudan đến Vatican để tham dự hội nghị thượng đỉnh vào lễ Phục sinh và ngài đã khiến những người có mặt kinh ngạc khi quỳ xuống và hôn chân họ như cử chỉ khiêm tốn khẩn cầu hòa bình. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh, đã gặp các nhà chức trách chính trị tôn giáo của Nam Sudan từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 năm ngoái trước chuyến thăm có thể có của Đức Thánh cha. Với chuyến thăm được xác nhận lần này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Nam Sudan. Giáo hội Congo vui mừng chào đón cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Kinshasa, Hội đồng Giám mục Congo bày tỏ vui mừng trước tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đất nước vào đầu tháng 7 tới, khẳng định đây sẽ là cơ hội để tất cả người dân hiệp thông, hòa giải và hoán cải. Trước niềm vui chung này, trong một thông cáo báo chí, Đức cha Marcel Utempi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo nói, đây là một cuộc viếng thăm quan trọng, bởi vì Đức Thánh Cha đến củng cố đức tin cho người tín hữu công giáo và làm sống lại niềm hy vọng của người dân Congo, những người cần hòa bình, an toàn và sự tốt lành. Đức cha Willy Nungby, giám mục của Goma, là nơi sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm, tuyên bố rằng sự hiện diện của vị cha chung của giáo hội công giáo ở khu vực phía đông của Congo, nơi vốn bị mất an ninh và bị thiên tai, sẽ là dấu hiệu an ủi, hòa bình và khích lệ cho các tín hữu. Đức cha nói, với hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi rất cần lời ủi an, hòa giải và tình huynh đệ. Đây sẽ là một thời khắc tuyệt vời được chờ đợi với niềm hy vọng lớn. Từ hơn hai thập kỷ qua, các khu vực phía đông của Congo luôn ở trong tình trạng bất an. Ngoài các nhóm vũ trang, còn có sự khó chung sống giữa các cộng đồng. Trong bức cảnh này, Đức Cha Numbi chỉ ra rằng người dân Congo mong đợi Đức Thánh Cha mang đến một thông điệp của tình thương, ủi an và tình huynh đệ giáo mục Goma nhắc lại chúng ta biết đức thánh cha đến đây vì ngài có lòng thương xót với chúng ta ngài biết hoàn cảnh của chúng ta ước mong chuyến công du sắp tới giúp chúng ta hòa giải để cùng nhau chúng ta tái lập công bằng xã hội hòa bình và bác ái đối với đức cha Numbi chuyến thăm của đức thánh cha sẽ không chỉ liên quan đến các tín hữu Công giáo nhưng là tất cả người dân Congo bởi vì qua chuyến viếng thăm này chính Chúa đến thăm dân người và ban cho họ một số điệp an ủi và bình an vì điều này, giám mục Goma mời tất cả người dân Congo, dù họ ở đâu, hãy mang chuyến viếng thăm này trong lời cầu nguyện để sự kiện diễn ra trong điều kiện thích hợp và chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến đất nước chúng ta cho phép chúng ta làm trở dậy tình yêu, tình huynh đệ và bác ái để tái xây dựng đất nước chúng ta và khôi phục niềm tin và hy vọng vào nó. Tòa Thánh lặp lại lời kêu gọi mở hành lang nhân đạo bảo vệ người di tản Ukraine. New York, Trước tình trạng số thường dân chết trong cuộc chiến ở Ukraine ngày càng gia tăng, cũng như thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng, Đức Tổng giám mục Gabriele Kaccia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, lặp lại lời kêu gọi mở các hành lang nhân đạo để đảm bảo sự an toàn và bảo vệ hàng ngàn người Ukraine đang chạy trốn khỏi bạo lực diễn ra tại nước này. Ngày 1 tháng 3, phát biểu tại buổi cùng phát động lời kêu gọi nhân đạo và kế hoạch về vấn đề người tị nạn trong khu vực cho Ukraine Đức Tổng giám mục Kachia lưu ý rằng số người đang tiếp tục chạy trốn khỏi các hành động thù địch và trốn sang các nước láng giềng đang nhanh chóng tăng lên tới 700.000 người và có khả năng tăng lên khi hệ thống cung ứng của địa phương, các dịch vụ thiết yếu, khả năng tiếp cận thực phẩm và các hàng hóa cơ bản bị ngưng lại. Nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh sự khẩn cấp cần mở các hành lang nhân đạo cũng như đảm bảo quyền tiếp cận đầy đủ, an toàn và không bị cản trở cho các tổ chức nhân đạo để hỗ trợ những người dân thường gặp khó khăn, Ngài khen ngợi các quốc gia đang đón nhận người tị nạn trong tinh thần liên đới cũng như những quốc gia cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo rất cần thiết. Ngài nhấn mạnh rằng đón tiếp, bảo vệ và hỗ trợ người tị nạn là trách nhiệm chung và phải theo luật quốc tế và trên cơ sở không phân biệt đối xử. Đức Tổng Kaczy cùng với các quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc kêu gọi ngừng ngay các hành động thù địch và trở lại với ngoại giao và đối thoại ngài ghi nhận những nỗ lực của giáo hội công giáo và các tổ chức của giáo hội và sự giúp đỡ mà họ đang cung cấp cho hàng ngàn người khốn khổ ngài nhắc lại rằng liên hiệp quốc được thành lập để cứu các thế hệ tiếp theo khỏi tai họa chiến tranh và cùng nhau chung sống hòa bình với nhau như những người láng giềng tốt do đó nhiệm vụ của tất cả các quốc gia là tìm cách giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng hòa giải hoặc bằng các biện pháp hòa bình khác ngay cả khi chiến tranh đã bắt đầu về vấn đề này quan sát viên thường trực bày tỏ sự tin tưởng của tòa thánh rằng luôn có thời gian cho thiện trí, có chỗ cho thương lượng và có một nơi để thực hiện một sự khôn ngoan có thể ngăn chặn lợi ích đảng phái chiếm ưu thế, bảo vệ nguyện vọng chính đáng của mọi người và giải thoát thế giới khỏi sự điên cuồng và khủng khiếp của chiến tranh. Các giáo hội ở Á Châu liên đối với người dân Ukraine Á Châu, các giáo hội Kitô ở nhiều nước Á Châu đã đáp lại lời Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình ở Ukraine vào thứ tư lễ cho từ Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến Ấn Độ, Philippines, Singapore, Malaysia. Đức Tổng giám mục Isao Kikuchi của Tokyo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, nói trong một tuyên bố, nhiều sinh mạng đang gặp nguy hiểm. Là những người con của Chúa, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ món quà sự sống của Chúa. Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo của Nga ngừng xâm lược Ukraine và đi trên con đường thiết lập hòa bình thông qua đối thoại. Trong khi đó, Đức cha Pekna Taji Kasuya của Sapporo, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Công giáo Nhật Bản, nhắc lại lời thánh Gioan Paulo II vào năm 1981 tại đài tưởng niệm ở Hiroshima. Nhân loại không được tiền định cho sự tự hủy diệt. Những khác biệt về ý thức hệ, nguyện vọng và nhu cầu có thể và phải được xóa bỏ và giải quyết bằng các biện pháp hơn là bằng các chiến tranh và bạo lực. Tại Myanmar, trong thư mục vụ gửi hôm Chủ nhật 27 tháng 2, đề cập đến người dân Ukraine, đức cha Alexander cho của BJ viết rằng, Họ là các anh chị em mà chúng ta phải khẩn cấp mở các hành lang nhân đạo cho họ. Họ phải được tiếp đón. Ngài cầu xin cho tiếng vũ khí ngưng lại tại Philippines, Đức cha Pablo Vigilo David của Calucan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã thúc giục cầu nguyện xin Chúa lay động lương tâm của người dân Nga để chính họ thực hiện các bước cần thiết để gây áp lực buộc chính phủ của họ ngừng cuộc chiến mà Nga đã bắt đầu. Ngài viết trong thư mục vụ hôm Chúa Nhật, không ai hài lòng về chiến tranh, ngoại trừ những người trong ngành công nghiệp vũ khí kiếm được lợi nhuận khổng lồ và hưởng lợi từ các cuộc tranh chấp giữa các quốc gia và nói rằng chỉ có cầu nguyện, ăn chay và hành động bác ái có thể chống lại sự lôi kéo của ma quỷ, đặc biệt là đối với những người bị ám ảnh bởi quyền lực của cải và danh vọng. Tại Hàn Quốc, Đức Tổng giám mục Peter Chung Sun Tak của Seoul đã thay mặt người công giáo địa phương gửi thông điệp về tình liên đới tới giáo hội Ukraine cùng với viện trợ tiền mặt khẩn cấp để giúp đỡ người già và trẻ em trong các trại tạm trú. Đức cha cho biết, Ngài rất xúc động trước đoạn video quay cảnh những trẻ em run rẩy vì sợ hãi và lạnh trong tàu điện ngầm lạnh giá. Ngài thúc giục cầu nguyện để ngừng tiếng vũ khí. Tại Ấn Độ, đường y của Bombay cũng nhắc nhở các tín hữu về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha khi bắt đầu thánh lễ thứ tư lễ cho. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói, Người dân Ukraine cũng là anh chị em của chúng ta. Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh hòa bình và an ninh, Chúng ta có thể hình dung ra những khó khăn mà họ đang gặp phải, không biết chắc chắn khi nào họ sẽ bị thương, chịu ảnh hưởng của việc ném bom. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Trong thư đề ngày mùng 2 tháng 3 được ký bởi Đức cha Sebastian Francis, giám mục giáo phận Benang của Malaysia, hội đồng giám mục Malaysia, Singapore và Brunei cho biết trong ngày thứ tư lễ cho đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh cha các tín hữu công giáo các nước này đã đến các nhà thờ để cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới với Ukraine. Các giám mục ba nước Malaysia, Singapore và Brunei nói rằng giáo hội công giáo ở khu vực này lo ngại sâu sắc về cuộc chiến ở Ukraine và tác động của nó đối với hòa bình và công lý trên toàn cầu, ảnh hưởng đến cuộc sống của các dân tộc ở khắp mọi nơi. Các ngài khẳng định rằng chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, ngược lại nó chỉ mang đến sự hủy diệt và để lại dấu vết của những đau khổ và sự di tản to lớn Do đó, chúng tôi hiệp với các giáo hội Kitô và các nhà lãnh đạo ở khắp châu Á, cùng với tất cả những người có đức tin và thiện trí, khiêm tốn kêu gọi hòa bình và công lý. Thư của các giám mục Malaysia, Singapore và Brunei đưa ra lời kêu gọi Nga, Ukraine và tất cả các bên liên quan chấm dứt tình trạng bạo lực và chiến tranh điên cuồng và tiến tới đàm phán hòa bình và công lý. Các giám mục xin Thiên Chúa đánh động trái tim của tất cả các nhà lãnh đạo, những người ra quyết định, để ngăn chặn cuộc chiến này và thiết lập hòa bình và công lý. Cầu xin mẹ Maria, nữ vương hòa bình và công lý, hướng các bước của chúng ta tới hòa bình và tình huynh đệ. Đức Hồng Y Marcolet khuyến khích giáo hội Tây Ban Nha tiếp tục loan báo tin mừng. Vatican, trong sứ điệp gửi đến giáo hội Tây Ban Nha nhân Chúa Nhật truyền giáo cho châu Mỹ Latin mùng 6 tháng 3, Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về châu Mỹ Latin khuyến khích giáo hội tiếp tục chia sẻ tin mừng của Chúa Giêsu và chính cuộc sống của mình trong lục địa hy vọng. Đi từ khẩu hiệu của năm nay, một cuộc sống chia sẻ, Đức Hồng Y nhắc lại, những ai có lòng khao khát loan báo tin mừng trong lục địa hy vọng biết rằng sự chia sẻ này tổng hợp nhu cầu canh tân giáo hội trong một tiến trình hiệp hành, nghĩa là rao giảng và đồng thời lắng nghe tiếng kêu của người nghèo chủ tịch ủy ban tòa thánh về châu mỹ latin khẳng định rằng sự phân định và chú ý lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo mà ngài gọi là tiến trình hiệp hành không gì khác hơn là tiếng chúa bởi vì đây là lời kêu gọi thực sự của thánh thần được diễn tả bằng nhiều ngôn ngữ và là dấu hiệu hùng hồn đức hồng y mời gọi chia sẻ trong sứ vụ những trải nghiệm sâu sắc về sự hiệp thông theo khía cạnh năng động là hiệp hành cùng nhau bước đi và dấn thân loan báo tin mừng Hiện nay, giáo hội Tây Ban Nha có 177 linh mục ra đi truyền giáo ở 19 quốc gia Mỹ Latin. Ngày Chủ nhật truyền giáo cho châu Mỹ Latin khuyến khích các linh mục ra đi loan báo tin mừng và mời các tín hữu cộng tác qua cầu nguyện và hỗ trợ tài chính. Năm ngoái, số tiền hỗ trợ cho các linh mục truyền giáo là hơn 58.000 euro. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa Đức Tổng giám mục Chiêu Xe Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hà Nội Chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ nhất mùa chay Kính thưa quý vị và anh chị em Chúng ta đã bước vào mùa chay Phùng vụ mùa chay như một khoảng lặng trong bản nhạc cuộc đời, không ồn ào nhưng sâu lắng. Các bài đọc lời Chúa cũng như những lời cầu nguyện và các bài thánh ca đều hướng chúng ta về nội tâm. Những thực hành đạo đức mang tính chất hồi tâm sẽ giúp chúng ta gặp gỡ Chúa, gặp gỡ tha nhân và gặp gỡ chính mình. Tại sao lại phải hồi tâm? Có thể bạn sẽ đặt ra câu hỏi. Thưa, vì cuộc sống của chúng ta ồn ào bởi những âm thanh hỗn tạp đó là những lo toan cơm áo gạo tiền những bon chen giành giật ăn thua trong chợ đời những tạp âm này làm cho chúng ta quên mất chúa và quên luôn cả lý tưởng cuộc đời có những người suốt đời bon chen tính toán khi luống tuổi thấy luyến tiếc vì mình bỏ ra cả tuổi thanh xuân mà chạy theo những điều vô nghĩa vì thế lời mời gọi của mùa chay là hãy trở về khái niệm trở về thật thân thương nếu ta được mời gọi trở về là vì ta đang ở xa có thể đó là sự xa cách về không gian cũng có thể đó là sự xa cách về tình nghĩa bởi lẽ trong cuộc sống có những người anh em huynh đệ ở nhà kế nhau mà lòng họ xa vời vợi vì ghen tương ích kỷ và vì những tranh chấp nhỏ nhen. Nói đến trở về là trở lại nơi mình đã xuất phát, về với gia đình, về với người thân, nơi đó ta tìm được niềm an ủi và đỡ nâng, nhất là khi gặp những khốn khó do sức nặng của cuộc đời. Chúng ta trở về không phải vì lời mời gọi của con người, nhưng là của Thiên Chúa. Ngài là Cha nhân hậu luôn dõi theo từng bước ta đi. Dõi theo không phải để bám sát và kiểm tra, nhưng dõi theo để bày tỏ tình thương mến, như người cha người mẹ luôn theo sát con mình, kể cả khi con đã trưởng thành và dang rộng đôi cánh bay vào đời. Thiên Chúa luôn chăm chút đỡ nâng chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Trở về với Chúa là khiêm tốn nhận ra thân phận mong manh của mình. Lời mời gọi này vang lên trong phụng vụ lễ cho, khai mạc mùa chay. Lời ngôn sứ Joen thật tha thiết. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, đừng xé áo, hãy xé lòng hãy trở về cùng đức chúa là thiên chúa của anh em nghi thức sức cho trên đầu diễn tả thân phận con người dù sang trọng phú quý đến đâu cũng chỉ là bùn đất từ trôi bụi mà được tạo thành ngày mai sẽ trở về với bụi tro ý thức mình chỉ là bụi cho giúp chúng ta khiêm tốn hơn trước mặt chúa và trong cách đối xử với anh chị em mình. Trở về với Chúa để nhận ra tình thương bao la của Ngài. Trong bài sách Thánh thứ nhất, ông Môi Sen chỉ thị cho các tư tế do Thái mỗi khi dâng của lễ đầu mùa phải nhắc lại quá khứ của dân tộc mình. Quá khứ này vừa kể lại thỏa hàn vi nghèo khổ, vừa ghi đậm dấu ấn quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Người Do Thái nhớ lại cha ông mình ngày xưa, chịu cảnh lang thang phiêu bạt. Nhờ quyền năng Chúa họ được định cư và phát triển đông đúc như sao trên trời và như cát dưới biển. Quá khứ đã qua của dân riêng Thiên Chúa vừa huy hoàng vừa đau khổ. Lời cầu nguyện của tư tế cũng nhắc tới thời kỳ đen tối dưới ách nô lệ của người Ai Cập. Lại một lần nữa, Chúa giang cánh tay uy quyền để giải thoát họ đưa họ về miền đất hứa đó là lý do để người do thái từ thế hệ này đến thế hệ khác phải dâng của lễ để tôn vinh và tạ ơn thiên chúa trở về để mang một trái tim mới và một tâm hồn mới Lời sám hối của vua David được sướng lên nhiều lần trong phụng vụ mùa chay như thôi thúc chúng ta nhìn nhận tội lỗi của mình, đồng thời cam kết với Chúa sống tốt lành, thánh thiện hơn. Tội lỗi ta đã phạm luôn hiển hiện trước mắt chúng ta, ám ảnh chúng ta. Lòng nhân từ của Chúa sẽ tha thứ cho những ai thành tâm sám hối và trở về phục thiện. Lạy Chúa trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Lời kinh của David cũng là lời kinh của chúng ta trong mùa chay. Đó là nguyện ước quên đi quá khứ lỗi lầm, với nỗi niềm ân hận và hối tiếc vì những điều mình đã làm phạm đến lòng từ bi Chúa và đến anh chị em mùa chay và bí tích hòa giải sẽ giúp chúng ta có quả tim mới tràn ngập yêu thương tràn hòa hạnh phúc xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con được ban quả tim mới chúng ta lấy lại niềm vui và trỗi dậy để đi tiếp những chặng đường đời với xác tín có chúa luôn đồng hành và ban ơn thêm sức Cuối cùng trở về để có thêm nghị lực chống lại những cơn cám dỗ trong cuộc đời. Khởi đầu mùa chay, phụng vụ giới thiệu với chúng ta một hình ảnh rất độc đáo, khác biệt về Chúa Giêsu, đó là Chúa chịu cám dỗ trong hoang địa. Thì ra ma quỷ chẳng tha ai, đến Chúa mà nó còn cám dỗ rủ rê, hầu mong người chối bỏ sứ mạng thiên sai Chúa Cha trao phó. Những nội dung cám dỗ của ma quỷ là những khuynh hướng tham vọng xem ra rất đỗi quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Đó là cơm bánh, là bổng lọc quyền hành trần gian và là sự thách thức Thiên Chúa. Quả vậy, bất kể thời nào, lứa tuổi và bậc sống nào, chúng ta cũng bị cám dỗ về ba thứ này. Trở về chính là nhận ra những cám dỗ ấy, để khôn ngoan can đảm khước từ những lời mời gọi ngọt ngào nhưng chứa nọc độc. Cám dỗ giống như những viên thuốc bọc đường, bên ngoài thì đẹp đẽ nhưng dễ dàng đầu độc và giết chết chúng ta. Sau khi thất bại, quỷ rút lui và chờ đợi thời cơ. Thánh Luca kết thúc trình thuật như thế, kể cả lúc chúng ta chiến thắng cám dỗ của ma quỷ Chúng ta vẫn phải luôn thận trọng, tâm tình cầu nguyện gắn bó với lời Chúa sẽ giúp chúng ta sức mạnh để chiến thắng những tấn công của Satan. Lời Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng, sức mạnh của chúng ta đến từ lời Chúa và vào lòng trông cậy vững vàng nơi Ngài. Tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu thoát. Thánh Phaolô nói với chúng ta như thế trong bài đọc 2. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi của Thánh tông đồ, đó cũng là lời mời gọi của Giáo hội. Thiên Chúa như người cha luôn dang rộng vòng tay chờ đợi, muốn được ơn tha thứ con người phải có can đảm lao mình vào vòng tay yêu thương ấy. Đừng mà cảm tội lỗi mà nghĩ rằng tội tôi không được Chúa thứ tha. Vì Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Trong bài giảng tại nhà nguyện Thánh Mát-ta ngày 28 tháng 3 năm 2014, Đức Thánh Cha Phan Cô đã chia sẻ: Thiên Chúa là đấng chờ đợi chúng ta, Thiên Chúa là đấng tha thứ cho chúng ta, Ngài không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta là những người luôn mệt mỏi cầu xin sự tha thứ. 70 lần 7, luôn luôn là như thế, chúng ta hãy tiến về phía trước với sự tha thứ của Ngài. Từ quan điểm kinh doanh, cán cân luôn luôn là âm. Ngài luôn luôn thua lỗ. Ngài thua lỗ trong cán cân chi thu, nhưng chiến thắng trong tình yêu. Thiên Chúa là người đầu tiên thực hiện giới răn yêu thương. Ngài yêu thương và không biết làm sao khác đi mùa chay không phải là mùa ảm đạm u buồn nhưng là mùa hân hoan màu tím của phùng vụ không phải là màu tang chế nhưng là màu của hy vọng bởi lẽ có niềm vui nào lớn hơn niềm vui trở về nhà có niềm hy vọng nào mênh mông hơn niềm hy vọng được tha thứ lời mời gọi trở về vang lên trong suốt mùa chay cũng như trong suốt cuộc đời của người tín hữu trọn vẹn đời sống người kitô hữu là sự trở về mỗi ngày Ước chi chúng ta luôn lắng nghe lời mời gọi này để thực sự cảm thấy niềm vui và hạnh phúc và niềm vui ấy luôn tỏa rạng trong cuộc sống của chúng ta. Amen. Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân. Sir Catherine Newell, từ Đan Viện loan báo tin mừng qua mạng xã hội. Sir Catherine Warburg, qua đời vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, hưởng thọ 68 tuổi. Tin tức về cái chết của Sir Catherine tràn ngập trên các mạng xã hội trong những ngày này. Sir được biết đến và yêu mến nhiều do hoạt động loan báo tin mừng trên các mạng xã hội từ Đan Viện. Sơ Catherine sinh năm 1954 ở Chatham, Anh. Sơ đã từng theo học và tốt nghiệp đại học Cambridge, rồi tiến thân trong vai trò là giám đốc ngân hàng. Năm 1981, ở tuổi 27, Catherine đã quyết định rời bỏ thế giới tài chính để bước vào đời sống tu trì trong đan viện Stanbrook. Khi được giao nhiệm vụ điều hành xưởng in, nữ đăng sĩ biển Đức nhanh chóng quan tâm đến công nghệ Năm 2004, Sơ Catherine thành lập đan viện Chúa Ban Ngôi, nay là đan viện Holy Grove ở Hertfordshire. Lúc này, Sơ cảm thấy được thôi thúc, muốn có một sự hiện diện trực tuyến của đời sống đang tu với thế giới bên ngoài. Vì vậy, Sơ cùng với các nữ đan sĩ khác tạo một trang web, trong đó có podcast, video, diễn đàn và các cuộc trò chuyện trực tuyến Sơ trở thành một bình luận viên nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông của Anh, viết nhiều vấn đề về đức tin và cộng tác trong một chuyên mục hàng tuần của đại học. Năm 2009, Sơ Catherine đã có mặt trên Twitter và được biết đến với cái tên Digital None, với hơn 28.000 người theo dõi. Sơ thường viết trên Twitter về cuộc sống của một nữ đan sĩ và những diễn biến của thế giới Nội dung của những dòng Twitter hàng ngày của Sơ là những ý chỉ xin cầu nguyện cho những người theo dõi Twitter của Sơ và lời cầu nguyện của Sơ cho thế giới. Văn phong của Sơ là những tư tưởng sâu sắc nhưng không thiếu phần hài hước về các sự kiện của thế giới rộng lớn bên ngoài và thế giới nhỏ bé nội cấm bên trong bốn bức tường của Đan viện Biển Đức. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015 với báo The Telegraph của Anh, Sơ nói sống trong đan viện không có nghĩa là bạn phải có một tâm hồn khép kín hoặc nội cấm có nghĩa là đóng kín trước mọi thứ chúng tôi mô tả internet như thể bức tường thứ tư của đan viện và chúng tôi mở cửa cho mọi người với hoạt động loan báo tin mừng như vậy sơ catherine đã giúp đưa nhiều người trở lại với chúa mang niềm an ủi cho những tâm hồn gặp khó khăn buồn phiền sơ làm việc cần mẫn như thế cho đến khi bệnh nặng Mặc dù phải chịu đau đớn, nhưng sơ vẫn đón nhận điều này với niềm vui và lạc quan. Và trong những giờ sau cùng, sơ vẫn tiếp tục viết Twitter. Một trong những dòng này là bày tỏ sự đau buồn trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Tháng 12 năm 2021, sơ Catherine nhận được tin từ bác sĩ, thông báo rằng họ không thể làm gì hơn cho sức khỏe của sơ. Và như thế, cái chết đang đến gần. Lúc này sơ viết, Công giáo có thể là một tôn giáo khó sống, nhưng là một tôn giáo đẹp khi cái chết đến. Sơ tiếp tục viết những lời tạ ơn Chúa. Thiên Chúa, đấng tôi tin, vĩ đại và tràn đầy niềm vui hơn những gì tôi để cho mình được hưởng. Tôi tạ ơn Chúa vì đã gọi tôi trở thành nữ đan sĩ biển Đức. Đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi tôi tạ ơn Chúa vì tình bạn mà chính người đã truyền cảm hứng cho tôi và những ân sủng mà người đã dành cho tôi bất chấp sự bướng bỉnh và thiếu cộng tác của tôi. Sau viết thêm, tôi cũng tạ ơn Chúa vì những khó khăn tôi đã trải qua trong cuộc đời, nhưng tôi đã không đón nhận với lòng đạo đức. Tôi thú nhận điều này và tôi biết Chúa hiểu tôi. Tôi xin lỗi vì những lần tôi đã làm tổn thương hoặc xúc phạm mọi người tôi nghĩ rằng tôi có thể thành thật khẳng định không bao giờ cố ý làm như vậy và mong các bạn sẽ tha thứ cho tôi tha thứ và hòa giải đem lại nhiều ích lợi hơn là sự chia rẽ lên án hay xúc phạm những gì thế giới của chúng ta cần bây giờ chắc chắn là ý thức sống động hơn về nhân loại chung của chúng ta và sẵn sàng thay đổi trong những dòng chia sẻ Sơ còn cho biết niềm vui của Sơ là thơ ca và âm nhạc. Và mặc dù phải đau đớn thể xác, nhưng Sơ xác tín mọi hành động, tâm trí có thể chậm lại, nhưng Sơ vẫn thích tham gia vào các ý tưởng và lập luận. Nữ đan sĩ nói Sơ yêu thích đời sống đang tu được lặp lại mỗi ngày. Đó là sợi ngang và sợi dọc của cuộc đời, đem lại hương vị và niềm vui trong cuộc sống. Tiến sĩ Pete Phillips giám đốc trung tâm nghiên cứu codex về thần học kỹ thuật số nhận xét sơ catherine là một ngôn sứ của thần học kỹ thuật số một đăng sĩ giỏi về mạng xã hội niềm vui lòng trắc ẩn và lòng nhiệt thành của sơ đối với kỹ thuật số đem lại cho thế giới này một màu sắc của tình yêu thương Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. tu Jesu Christus, ngợi khen Chúa